Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha Jupiter phiên bản 115 FI của năm 2023. Hiện tại vẫn chưa có phiên bản mới các bạn nha. Tuy nhiên thì cái màu sắc đỏ đô các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy vẫn đang là một màu sắc rất đẹp, là xu hướng của năm 2024 này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay riêng với mẫu xe Jupiter phiên bản 115 FI với màu sắc đỏ đô các bạn đang theo dõi, cũng như thông báo giá cụ thể trong thời điểm mà giữa tháng 8 năm 2024, để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe ở đây, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Với một thiết kế rất là hầm hố, từ phần đầu xe, thân xe đến đuôi xe, với tạo hình hệ thống đèn trên xe nhìn khá là bắt mắt, dạng như mắt cú các bạn nha. Kể cả hệ thống đèn xi nhan ở phần phía dưới của xe cũng được tạo hình như giọt nước, nhìn khá đẹp và cuốn hút luôn. Chính giữa là hai khe thoát gió. Tạo hình hai bên yếm xe tạo ra những cái khe thoát gió xen lẫn giữa màu đen và màu đỏ bóng ấy, nhìn khá là ok. Tất cả các phiên bản của dòng xe Jupiter trong thời điểm hiện tại đều được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc và cũng chỉ có vỏn vẹn 4 màu sắc thôi. Ngoài màu sắc đỏ đô bóng các bạn đang theo dõi trên màn hình là sẽ là 3 màu sắc nhám, bao gồm có đen nhám, bạc nhám và màu xám nhám các bạn nha. Đây là một mẫu xe dù khối động cơ chỉ là 115 phân khối, tương tự như dòng xe Jupiter Fin và dòng xe Sirius, thậm chí kể cả dòng xe Pizuan. Tuy nhiên, mẫu xe này nó sẽ cho ra công suất bơm xoắn nhỉnh hơn so với 3 mẫu xe còn lại. Mặt đồng hồ thiết kế dạng kim cương này, chứa đựng đầy đủ các thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát, chia làm các khoang riêng biệt, nhìn cực kỳ là khoa học luôn. Vẫn có nút tắt bật đèn của xe, trang bị trên xe là đầy đủ các nút chức năng phím bấm. Chìa khóa cũng là 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Hệ thống đèn hậu phía sau được làm vuốt nhọn lên cao, tăng tính thể thao hơn cho mẫu xe. Khá đẹp các bạn nha. Mình thì mình không chê ở điểm thiết kế của mẫu xe Jupiter phiên bản 115 FI này, kể cả giảm sóc sau có thêm phần bình dầu để tạo ra cảm giác êm ái. Tuy nhiên, khi các bạn nhìn vào phần phía sau xe, thì phần lốp của xe được làm hơi nhỏ, nó chưa được sự cân đối với tổng thể thiết kế. Nếu như lốp xe được làm to hơn và thay thế vào đó là giảm sóc dạng monoshock thì chiếc xe này nó còn ok hơn khá là nhiều. Với khối động cơ 115 phân khối nhưng cho ra công suất lên tới 9,9 mã lực, thậm chí còn hơn hẳn so với dòng xe Future phiên bản 115 FI. Còn mô men xoắn cũng lên tới vào khoảng tầm 9,9 Nm. Rất mạnh mẽ các bạn nha. Nước đề của dòng xe Jupiter này cực kỳ là ok luôn. Với hệ thống phun xăng điện tử FI thì hiện tại mẫu xe đang ăn xăng ở mức là 1,643 lít trên 100 km. Đây là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu gần như số 1 tại Yamaha Moto Việt Nam rồi. Khá đáng để quan tâm. Và cũng không giống như những mẫu xe 115 phân khối còn lại, mẫu xe này sẽ được trang bị ngàm phanh Nissin 2 bít tông liền các bạn nha. Rất đẹp và rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì lượng hàng của mẫu xe Jupiter phiên bản 115 này khá là hạn chế trong thời điểm này luôn. Với những bạn nào quan tâm, các bạn hãy liên hệ trước với đại lý để có thể đặt hàng trước với dòng xe Jupiter ở đây. Hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lưu điện thoại 0983154222 sẽ đang tư vấn cụ thể về dòng xe Jupiter này các bạn nha. Ngoài màu sắc này ra, cũng như mình đã giới thiệu rồi, có 3 màu sắc nhám nữa là màu đỏ nhám, màu bạc nhám, màu đen nhám và màu xám nhám. Đều được bán chung mức giá bán là 30.500.000 đồng. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Nếu các bạn có thể cân nhắc trong việc lựa chọn mẫu xe này các bạn nha. Giá bán của nó tốt hơn khá nhiều so với mẫu xe đối thủ là dòng xe Future phiên bản 115i. Khi Future lên tới 35-36 triệu thì mẫu xe Jupiter ở đây chỉ bán mức giá bán vào khoảng tầm 30.500.000 đồng mà thôi. Tùy theo hộ khẩu các bạn ở thành phố hay ở huyện, các bạn sẽ cộng thêm vào tiền đăng ký nữa. Tự đăng ký nó sẽ rẻ hơn cho các bạn nhờ đại lý đăng ký các bạn nha. Đây là một mẫu xe với thiết kế thể thao rồi, mình thấy rằng rất nhiều bạn mua về, các bạn độ lên cho những món đồ chơi, rồi thay đổi màu sắc sơn xe và lột xác có đi một chút thì chiếc xe trở lên hầm hố hơn, đẹp hơn khá là nhiều. Bởi tổng thể thiết kế của nó cũng khá là thể thao phong cách cho những bạn nào mà yêu thích cái sự cá tính riêng khi lựa chọn dòng xe này. Tuy nhiên thì cũng rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình ấy, muốn mẫu xe được Yamaha Moto Việt Nam lên cho nó khối động cơ là 135 phân khối giống như mẫu xe Exciter phiên bản 135 trước đây để nó nâng tầm cái giá trị của nó lên. Bởi hiện tại ở phân khúc 115 phân khối này đang có tới tận 4 mẫu xe, ngoài dòng xe Jupiter này ra còn có Sirius này, rồi PZ1, rồi Fin phiên bản 115. Nên tách biệt ra một chút, ở cái phân khúc 115 phân khối hiện tại Yamaha Moto Việt Nam vẫn chưa có mẫu xe nào. Trước đây có dòng xe Exciter nhưng nay không còn nữa các bạn nha. Nên nếu như nâng cấp lên này, rồi
cải tiến, thiết kế đi một chút, đặc biệt là hệ thống lốp sau được làm to lên cùng với hệ thống A phuộc dạng mô lô sốc ở phần phía sau, khối động cơ là 135 phân khối thì mẫu xe này sẽ rất được quan tâm trong thời điểm hiện tại. Các bạn có thể lưu tâm ý, thậm chí nó thay thế được cả mẫu xe Exciter phiên bản 150 luôn. Rất nhiều bạn cũng hào hứng với việc mẫu xe này được nâng cấp lên khối động cơ 135, chắc chắn các bạn sẽ xuống tiền để lựa chọn dòng xe này ngay các bạn nha. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Mình đã quay nhanh cận cảnh chi tiết với dòng xe Yamaha Jupiter phiên bản 115 FI của năm 2023, một phiên bản Limited Edition đặc biệt giới hạn với màu sắc đỏ đô bóng rất đẹp các bạn đang theo dõi trên màn hình. Hiện tại cái màu sắc này cũng được áp dụng trên rất nhiều các mẫu xe như Exciter phiên bản 1.5 mới nhất năm 2024, hay dòng xe Jupiter Fin này, dòng xe Slut phiên bản 115 FI, hay thậm chí kể cả những mẫu xe Slut phiên bản 110 phân khối chế hòa khí cũng đều được trang bị những màu sắc rất đẹp như này để các bạn có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất các bạn nha. Rồi, các giao đời của mình, nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Giờ xin lỗi các bạn nha, xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.